Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ bảy ngày 30 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Lâm Đồng meeting hưởng ứng giờ trái đất. Tem nhận diện bảo vệ thương hiệu khoai tây Đà Lạt. Hướng dẫn lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước. Mục theo dòng thời sự, tảo hôn và những hệ lụy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp trên địa bàn, tính đến nay Lâm Đồng đã hỗ trợ cho 43 lượt doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến. Đã có 25 dự án hoàn thành với kinh phí được hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng. 15 dự án đang triển khai và 3 dự án ngừng thực hiện. Từ nguồn kinh phí thực hiện dự án, tỉnh Lâm Đồng cũng đã hỗ trợ cho 8 doanh nghiệp về tiêu chuẩn, hợp quy và 4 lượt doanh nghiệp tham dự và đạt giải thưởng chất lượng quốc gia, quốc tế. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng là đơn vị chủ trì thực hiện dự án, đã thực hiện khảo sát 157 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh để phân loại doanh nghiệp theo quy mô, loại hình. Từ đó hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng một cách hiệu quả. Chiều hôm qua, Hội Doanh nghiệp Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 với sự tham gia của gần 100 hội viên và các sở ngành liên quan. Trong thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Lâm Đồng luôn chú trọng công tác tập huấn nâng cao năng lực quản trị điều hành cho lãnh đạo các doanh nghiệp địa phương với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước, cùng các cuộc tham quan học tập kinh nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ doanh nghiệp về liên kết hợp tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm cũng được quan tâm. Qua đó, các doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ năng quản trị kinh doanh, thương hiệu, chất lượng nguồn nhân lực, áp quy chuẩn chất lượng kỹ thuật sản phẩm chủ lực cạnh tranh, ứng dụng công nghệ mới. Trong năm 2018, 9 doanh nghiệp đã được PUM, một tổ chức thiện nguyện của Hà Lan, hỗ trợ mỗi doanh nghiệp 6.000 euro để đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng thị trường. 7 doanh nghiệp khác đang tìm chuyên gia tư vấn để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ này. Ngoài ra, Hiệp hội Doanh nghiệp Lâm Đồng còn tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Lâm Đồng và Hồng Kông, thường xuyên trao đổi và cập nhật thông tin về thị trường. Song song với đó là chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ tư vấn pháp luật. Hiện Hội Doanh nghiệp Lâm Đồng cũng là cơ quan bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, tham gia xây dựng và phản biện cơ chế chính sách pháp luật, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, năng lực tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp liên kết hợp tác, tiếp cận các chính sách pháp luật của hiệp hội còn hạn chế. Các doanh nghiệp chưa chủ động phản ánh khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ. Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia và gửi lại phiếu khảo sát thông tin ý kiến doanh nghiệp định kỳ hàng năm rất thấp, chỉ khoảng từ 2,8 đến 3,8%. Trong năm 2019, Hiệp hội Doanh nghiệp Lâm Đồng tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động của hiệp hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của doanh nghiệp. Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa hiệp hội doanh nghiệp với các tổ chức hội thành viên. Theo đó, Hiệp hội Doanh nghiệp Lâm Đồng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ các hoạt động của các chi hội doanh nghiệp, khảo sát nhu cầu tại doanh nghiệp, xúc tiến làm việc với Ban Hợp tác Việt Nga về hỗ trợ kết nối thương mại, xây dựng kế hoạch hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019, đồng thời tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện xây dựng đề án, đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp với cán bộ công chức. Thưa quý vị, trước tình trạng khoai tây Đà Lạt Lâm Đồng bị giả danh thương hiệu bằng cách đem khoai tây ngoại nhập về Đà Lạt, trộn đất đỏ và đưa đi tiêu thụ ra các tỉnh thành khác nhằm trục lợi, Lâm Đồng đã triển khai đề án thí điểm nhận diện sản phẩm khoai tây Đà Lạt. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung này qua phóng sự sau. Đây là các sản phẩm khoai tây Đà Lạt đã được dán tem và nhãn nhận diện của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại nông sản Phong Thúy, huyện Đức Trọng và công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản thực phẩm Thảo Nguyên, thành phố Đà Lạt. Đây là 2 trong 9 doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ tem nhãn, bao bì và thùng giấy trong đề án nhận diện khoai tây Đà Lạt. Thông qua tem nhãn có hình ảnh khoai tây Đà Lạt và hình thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, người tiêu dùng dễ dàng nhận diện khoai tây Đà Lạt so với các sản phẩm cùng loại. Theo tôi thì đề án thí điểm nhận diện sản phẩm khoai tây Đà Lạt giúp cho cái doanh nghiệp là kết nối với là thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành và giúp cho cái sản phẩm khoai tây Đà Lạt được nâng cao chất lượng và nâng cao giá trị trên thị trường và giúp cho người tiêu dùng nhận biết được khoai tây Đà Lạt để lựa chọn đâu là sản phẩm chính thức để khỏi lầm lẫn với những cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường và giúp cho cơ quan chức năng có cơ sở để xử lý các vi phạm. Đây là một cái giải pháp rất tốt, tức là nó rất tích cực. Bởi vì người dân Việt Nam ấy, thì
Cái thứ nhất là ủng hộ hàng của Việt Nam, và đặc biệt là những cái hàng mà nó đã có thương hiệu như là sản phẩm của Đà Lạt chẳng hạn, thì đây là một cái vấn đề cực kỳ tốt. Và tôi nghĩ là làm bây giờ là kịp, và từ những cái mô hình thí điểm này nó trở thành những cái hạt giống, rồi nó sẽ từ từ nó lan rộng ra. Thì về sau này ấy, thì có thể là có những cái cơ sở mà không đăng ký với tỉnh để ủng hộ hoặc là để phát triển cái nhãn hiệu khoai tây của Đà Lạt này. Việc dán tem chống giả, dán nhãn và đóng trong thùng cắt tông riêng này sẽ góp phần quan trọng trong quá trình phát triển sản xuất và kinh doanh khoai tây Đà Lạt một cách minh bạch, tránh nhầm lẫn với các nơi khác cũng như chất lượng. Vì vậy mà khoai tây Đà Lạt đã được các siêu thị, các địa điểm bán lẻ cao cấp cũng như người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. Ngoài ra, nhãn và thùng cắt tông loại 10kg đều có địa chỉ đơn vị cung cấp khoai tây và đơn vị thực hiện đề án. Đây cũng là một trong những cái nội dung và một trong những cái ý nghĩa rất là lớn trong cái chương trình mà cái quảng bá, phát triển và bảo vệ cái thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành trong cái thời gian vừa qua, để cho các cái hợp tác xã và các cái đơn vị đi tổ chức tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và các cái địa phương lân cận. Và đây cũng là một trong những cái ý nghĩa mà là cái tiền đề trong cái việc triển khai thực hiện cái Nghị định 98 của Chính phủ về cái phát triển cái tổ chức cái chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua và thời gian tới. Có thể khẳng định rằng việc dán tem nhãn bao bì khoai tây Đà Lạt đã tạo tiền đề hết sức tích cực để các loại nông sản khác của Lâm Đồng cũng sẽ thực hiện dán nhãn nhận diện. Điều này góp phần khẳng định thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành mà Đà Lạt Lâm Đồng đang xây dựng. Bên cạnh việc triển khai dán nhãn nhận diện nông sản, ngành chức năng Lâm Đồng cũng cần triển khai các giải pháp kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm tình trạng giả danh thương hiệu nông sản đặc hữu Đà Lạt để nông sản thế mạnh địa phương luôn khẳng định được uy tín, chất lượng và thương hiệu trên thị trường và trong lòng người tiêu dùng. Phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, Lâm Đồng biết tin hưởng ứng giờ trái đất. Sáng nay tại thành phố Đà Lạt, Sở Công Thương Lâm Đồng phối hợp với Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và Công ty Điện lực Lâm Đồng tổ chức lễ biết tin hưởng ứng giờ trái đất năm 2019 với chủ đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất. Lãnh đạo Sở Công Thương, đại diện các sở ban ngành của tỉnh và đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn thành phố đã tham dự. Được khởi xướng từ năm 2007 tại thành phố Sydney, Australia bởi Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên, chương trình Giờ Trái Đất nhằm vận động các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh trong vòng 1 giờ, từ 20:30 đến 21:30 ngày thứ Bảy cuối tuần của tháng 3 hàng năm. Thông qua đó nhằm đề cao đến việc tiết kiệm điện năng, giảm lượng khí thải carbon dioxide, giảm hiệu ứng nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường và giữ gìn nguồn tài nguyên thiên nhiên của nhân loại. Cái chiến dịch giờ trái đất là một trong những hoạt động của cái chương trình tiết kiệm năng lượng và hiệu quả của Bộ Công Thương tổ chức. Cái không khí của người dân cũng như là các đoàn viên thanh niên và các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố Đà Lạt là hưởng ứng rất là tích cực. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái hiệu ứng tích cực mà sự hưởng ứng không những của đoàn viên thanh niên mà người dân trên địa bàn tham dự cũng rất là đông, thể hiện cái sự quyết tâm cũng như là tích cực tham gia vào cái chương trình giờ trái đất. Với thông điệp thể hiện sự cam kết của mình bằng những hành động đơn giản là tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết và hãy làm việc đó trong suốt cả năm. Chiến dịch giờ trái đất năm nay tại Lâm Đồng được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực như các huyện thành phố cam kết hưởng ứng giờ trái đất, đoàn viên thanh niên tổ chức diễu hành ký cam kết tiết kiệm điện, tham gia hưởng ứng như tắt đèn, các thiết bị không cần thiết vào tối nay từ 20:30 đến 21:30 ngày 30 tháng 3. Em thấy cái chương trình năm nay rất là ý nghĩa và thiết thực. Bởi vì là có những cái chương trình, có những cái lễ meeting như thế này thì cộng đồng chúng ta sẽ biết nhiều hơn về cái ý nghĩa của giờ trái đất và từ đó thì chúng ta sẽ nâng cao được cái vai trò của tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng cũng như là bảo vệ trái đất trong cái thời gian hiện nay. Em cảm thấy cái giờ trái đất hàng năm được tổ chức hàng năm rất là ý nghĩa. Vì qua cái giờ trái đất này thì chúng ta ý thức được rằng là
chỉ có một giây phút nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta cũng đã góp phần được bảo vệ được và tiết kiệm năng lượng ngày càng, để cho những người dân họ thấy được là mỗi hành động nhỏ của chúng ta thì sẽ góp phần một chút ít nào đó để bảo vệ môi trường cũng như là tiết kiệm năng lượng cho quốc gia. Theo thống kê, chỉ trong một giờ tắt điện hưởng ứng giờ trái đất, mỗi năm Việt Nam đã tiết kiệm được hàng trăm triệu kWh điện. Riêng tại Lâm Đồng, qua triển khai sự kiện giờ trái đất, địa phương đã tiết kiệm được trên 8.200 kWh điện, tương đương với giảm 4.770 tấn khí CO2. Ngoài ra, thông qua các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất, cũng như các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, mỗi năm địa phương đã tiết kiệm được 25 triệu kWh điện, bằng 2,7% sản lượng điện tiêu thụ, qua đó góp phần chung tay cùng với cả cộng đồng trong việc tiết kiệm năng lượng cho toàn nhân loại. Trở lại với phần tin. Sáng nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019 nhằm đánh giá thỏa ước lao động và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Trong năm 2018, công ty đã tập trung phục vụ các hoạt động chào mừng Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị, cải thiện cảnh quan môi trường thành phố. Thu nhập bình quân của người lao động là 7 triệu 800 ngàn đồng một người một tháng, cao hơn so với năm 2018. Đối với các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác, được giải quyết kịp thời với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng. Quỹ giúp nhau vượt khó của công ty đã hỗ trợ cho 11 công nhân khó khăn vay 55 triệu. Công ty đảm bảo các quyền lợi về bình đẳng trong lao động và học tập cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ. Năm 2019, Công ty Dịch vụ Đô thị Đà Lạt xác định tiếp tục giữ vững và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố và tinh gọn bộ máy, đào tạo lại lao động theo hướng nâng cao tay nghề chuyên môn phù hợp với từng công việc, từ đó hoàn thành vượt mức chỉ tiêu năm 2019. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Sáng ngày 30 tháng 3 tại Đà Lạt, Liên chi hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam, khu vực miền Trung đã phối hợp với Trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tổ chức hội nghị tiêu hóa nội soi miền Trung mở rộng lần thứ 6. Hội nghị đã quy tụ được trên 300 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành đến từ Cộng hòa Pháp, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc và các giáo sư, chuyên gia, bác sĩ trong nước hoạt động trong lĩnh vực tiêu hóa và nội soi tiêu hóa. Tại hội nghị, các chuyên gia và bác sĩ đầu ngành đã tập trung báo cáo và thảo luận về 4 chủ đề của nội soi tiêu hóa như bệnh lý ống tiêu hóa trên, tiêu hóa dưới, các loại bệnh của gan, mật tụy. Bên cạnh đó, hội thảo cũng nghe các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trong các vấn đề thực tiễn như xuất huyết tiêu hóa, vi khuẩn kháng thuốc, những kỹ thuật mới về khoa học công nghệ được đưa vào áp dụng điều trị cho bệnh nhân. Được biết, hội nghị nội soi tiêu hóa được tổ chức 4 năm một lần tại các tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên. Đây là cơ hội để các bác sĩ được giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm và trang bị những kiến thức mới và hữu ích về nội soi tiêu hóa, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Sáng ngày 30 tháng 3, Thư viện Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Phòng Giáo dục và Thành đoàn Đà Lạt tổ chức liên hoan thiếu nhi kể chuyện theo sách lần thứ 5 với sự tham gia của hơn 500 thiếu nhi học sinh đến từ 36 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. 36 tiết mục tham dự liên hoan được tuyển chọn từ 12 huyện thành trong tỉnh đã đưa người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc. Những câu chuyện kể về những tấm gương anh hùng dân tộc, truyền cổ tích, gương người tốt việc tốt, tác phẩm văn học hiện đại đã có sức lay động về tình cảm gia đình, giáo dục lòng hiếu thảo, sống nhân nghĩa, tình yêu quê hương đất nước. Với dòng kể truyền cảm cùng với sự dàn dựng công phu, diễn xuất phụ họa xuất sắc của các diễn viên nhỏ tuổi, những câu chuyện kể như bước ra từ trang sách, sống động, có sức hút, sức cảm lớn đối với người xem. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tạo cơ hội để các em được trải nghiệm giao lưu học hỏi lẫn nhau về nhiều kỹ năng trong cuộc sống, nhất là kỹ năng đọc sách, năng khiếu kể chuyện. Sáng ngày 30 tháng 3, Trung tâm Văn hóa Thể thao Thông tin và Thành đoàn Đà Lạt đã phối hợp tổ chức giải bóng đá mini các trường học trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tham dự giải có 10 đội đến từ các trường Tây Sơn, Xuân Trường, Bùi Thị Xuân, Trần Phú, Dân tộc Nội trú, Hải Ba Minor, Tà Nung, Thăng Long, Dài Sen và Đống Đa. Đã tham gia tranh tài theo thể thức vòng tròn một lượt, lựa chọn đội nhất nhì của 4 bảng vào tứ kết, bán kết và trận chung kết. Được biết đây là giải đấu thường niên được thành phố Đà Lạt tổ chức. Thông qua đó là dịp để các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố và cầu thủ có niềm đam mê với bóng đá được gặp gỡ, giao lưu thi đấu thể thao. Đồng thời qua đó là bước đệm để tuyển chọn các tài năng, bổ sung đội tuyển bóng đá của thành phố, chuẩn bị cho các giải đấu toàn tỉnh sắp tới. Giải sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Hướng dẫn lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước. Ứng dụng 3D trong phẫu thuật tim mạch là thông tin đáng chú ý của phần tin trong nước. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 3 tới đây là thời hạn cuối cùng của việc thi hành chế độ đặc biệt cho người lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước. Để người lao động biết thêm thông tin về thủ tục tự nguyện về nước, sau đây mời quý vị cùng theo dõi hướng dẫn của Trung tâm Lao động Ngoài nước
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong clip sau. Theo Trung tâm Lao động Ngoài nước, ngày 31 tháng 3 năm 2019 là thời hạn cuối cùng của việc thi hành chế độ đặc biệt cho người lao động nước ngoài, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, tự nguyện về nước. Người lao động tự nguyện về nước trong khoảng thời gian này sẽ không bị hạn chế nhập cảnh trở lại Hàn Quốc. Theo thông tin từ phía Bộ Tư pháp Hàn Quốc, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, đã có 2.888 người lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã về nước, gồm 1.855 người lao động bất hợp pháp tự nguyện về nước và 1.033 người lao động cư trú bất hợp pháp bị trục xuất về nước. Để nhanh chóng thực hiện thủ tục tự nguyện về nước, người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cần thực hiện các bước sau. Bước 1, khai báo trên website http://www.colab.gov.vn tại mục Đăng ký khai báo thông tin của người lao động làm việc tại Hàn Quốc. Bước 2, khai báo tự nguyện về nước và làm các thủ tục xuất cảnh tại văn phòng xuất nhập cảnh ở sân bay, liên hệ sân bay Incheon, số điện thoại cộng 82-32-740-7391 hoặc 2, sân bay Gimhae, cộng 82-51-979-1300. Trường hợp lao động bị thất lạc hộ chiếu hoặc hộ chiếu đã hết hạn, liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc theo địa chỉ 28-58 Samcheon Dong, Yongno-gu, Seoul, Hàn Quốc. Số điện thoại cộng 82-2-734-7948 để xin cấp hộ chiếu hoặc giấy thông hành. Để được hỗ trợ thông tin và tư vấn thủ tục tự nguyện về nước, người lao động liên hệ 1. Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, điện thoại 0082-2364-1043 hoặc 364-1049. Văn phòng Quản lý Lao động Việt Nam theo chương trình EPS tại Hàn Quốc, điện thoại cộng 82-2393-6868 hoặc 6959-2466. Email hỗ trợ lao động.ips@gmail.com. Là cơ sở y tế đi đầu trong cả nước về kỹ thuật mổ tim nội soi, đặc biệt là cơ sở đầu tiên trong cả nước đưa hệ thống 3D vào sử dụng trong phẫu thuật tim, Bệnh viện E đã phẫu thuật thành công gần 150 ca bệnh bằng phương pháp này. Công nghệ 3D với hình không gian nổi giúp các góc khuất giải phẫu trở nên rõ nét, dễ tiếp cận, phóng đại các vi mạch nhỏ, tập trung được dụng cụ phẫu thuật vào mục tiêu đích, do đó hạn chế làm chấn thương mô lành xung quanh. Với hệ thống máy nội soi 3D, Bệnh viện E đã phẫu thuật thành công trên 150 ca thuộc nhiều bệnh lý như van tim, tim bẩm sinh, u tim. Với phương pháp này, bệnh nhân được hồi phục rất nhanh, tỉnh táo sau một ngày phẫu thuật và xuất viện sau một tuần. Các dấu vết để lại chỉ là các vết sẹo nhỏ từ 1 đến 1,5cm ở các góc khuất cơ thể. Ứng dụng cái công nghệ 3D ấy, thì nó thực sự là nó cho cái người làm nó không bị phụ thuộc nhiều. Ví dụ chẳng hạn ngày xưa chúng tôi mổ thì nó rất phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của phẫu thuật viên và một thời gian đào tạo rất là dài. Thế thì bây giờ có cái này thì thời gian đào tạo nó sẽ ngắn đi, cũng như là cái thao tác nó thuận lợi rất nhiều và nó cụ thể hóa, tức là mình cảm nhận rất là rõ hoặc là độ sâu hoặc độ nông cái trường mổ, cái khoảng cách giữa người mổ và cái tổn thương ấy. Tại hội nghị những tiến bộ trong phẫu thuật tim nội soi với công nghệ 3D, các chuyên gia cho biết ở Việt Nam, việc ứng dụng nội soi trong phẫu thuật tim còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân, hệ thống đào tạo, trang thiết bị còn thiếu. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ 3D sẽ giúp phẫu thuật viên thao tác thuận lợi, rút ngắn thời gian mổ và hạn chế các tình huống rủi ro. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là xu thế đang được nhiều địa phương trong cả nước hướng tới. Tại Ninh Thuận, một số vùng chuyên canh rau màu cây ăn trái trong tỉnh, người dân đã chuyển sang sản xuất sạch theo hướng hữu cơ, mang lại lợi nhuận cao và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Qua gần 2 năm liên kết với một doanh nghiệp thực hiện trồng cây măng tây theo hướng nông nghiệp hữu cơ, ông Hàng Phước Quang ở thôn An Xuân 1, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận nhận thấy việc áp dụng kỹ thuật sản xuất nông nghiệp sạch đã giúp ông giảm đáng kể chi phí đầu tư và tăng lợi nhuận. Nguyên nhân là do cây măng tây phát triển nhanh, chất lượng măng tốt, ít sâu bệnh, giá bán cao hơn giá thị trường 10% và sản phẩm được bao tiêu hoàn toàn. Trong khi đó, cách thức sản xuất cũng không phức tạp. Đất trồng sau khi được cày ải được bón vôi khử trùng, trộn phân chuồng ủ hoai rồi xuống giống. Cây hữu cơ này tính ra thường là nó bình thường chứ đâu khó đâu, mà điều có cái là nó tăng trưởng về cái cây rất là đạt năng suất. Ví dụ là thường thường là 15 kg trong một ngày, mà coi như là nhất thì cũng coi nhiêu, còn lần này nhất có thể là 6 kg, 7 kg trong một ngày. Rồi nhì cũng vậy, nó cũng 5-6 kg là nó đạt hơn là bên lúc trước kia chưa vô sinh học.
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là phương thức sản xuất thân thiện với môi trường, không sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, hóc môn tăng trưởng và không sử dụng giống biến đổi gen. Do đó, việc canh tác theo phương pháp hữu cơ đòi hỏi người trồng phải tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất, theo dõi sát quá trình sinh trưởng của cây trồng để có chế độ dinh dưỡng thích hợp bằng các loại phân hữu cơ chế phẩm sinh học. Tuy không phức tạp nhưng phương pháp hữu cơ đòi hỏi nông dân phải thay đổi thói quen sử dụng các loại phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học cũng như minh bạch trong quy trình sản xuất để đảm bảo chất lượng và sự phát triển bền vững. Khi mà các hộ dân sản xuất theo hướng hữu cơ thì chúng tôi đảm bảo là sẽ bù lỗ cho họ về vấn đề là năng suất, thì bằng cách là nâng cao giá thành sản phẩm và cái chúng tôi thu lại cái sản phẩm đó, bao tiêu cái sản phẩm đó, chúng tôi test kiểm tra bằng máy. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi điền giả, chúng tôi kiểm tra đột xuất. Thì nếu như mà cảm thấy không đạt là chúng tôi dừng chấm dứt các hộ sản xuất đó, chúng tôi chấm dứt, chúng tôi thứ nhất là chúng tôi không thu mua sản phẩm của hộ đó, và cái thứ hai nữa là chúng tôi chấp nhận, chúng tôi chịu lỗ và loại hộ đó ra khỏi cái quy trình trong cái chuỗi quy trình sản xuất hữu cơ sạch. Hiện nay nhu cầu sử dụng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ ngày càng tăng, tạo cơ hội phát triển cho nhánh sản xuất nông nghiệp sạch. Nắm bắt xu hướng này, trên địa bàn tỉnh đã có một số hợp tác xã và một số thanh niên doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư sản xuất măng tây xanh và rau màu theo hướng hữu cơ với đầu ra khá ổn định. Trên cái đồng của hợp tác xã là hướng hữu cơ, thì là cái sản phẩm mà đến với người tiêu dùng và khách hàng thì nói chung ra người ta rất là thích. Người ta nghe được mình làm sạch, người ta rất là yên tâm. Rất là yên tâm để thu mua cái sản phẩm của mình. Hiện nay hàng của hợp tác xã của chúng tôi không có bán. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ không phải là phương thức sản xuất có thể triển khai đại trà trên diện rộng, vì đây chỉ là một nhánh mang tính đặc thù trong sản xuất nông nghiệp an toàn, đáp ứng phân khúc thị trường có yêu cầu cao về chất lượng. Tuy nhiên, việc chuyển sang sản xuất rau sạch theo phương pháp hữu cơ bước đầu đã mang lại thu nhập cao cho nông dân trên cùng đơn vị diện tích. Bên cạnh giá trị kinh tế, sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn tạo ra sản phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ người sản xuất không bị các tác hại của việc lạm dụng phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời duy trì sự đa dạng sinh học của môi trường. Thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay, mục theo dòng thời sự, làm gì để giảm thiểu những hệ lụy từ tảo hôn ở huyện Đầm Rồng? Thưa quý vị, trong những năm trước đây, do còn hạn chế về nhận thức ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đầm Rồng, đã xảy ra có trường hợp trẻ vị thành niên chưa đến tuổi kết hôn đã về ở với nhau sinh con, gây nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Một theo dòng thời sự tuần này sẽ phản ánh về vấn đề này. Xin chuyển đến quý vị và các bạn. Trong căn nhà tạm bợ này là nơi sinh sống của 5 thành viên, hai vợ chồng trẻ và 3 đứa còn nhỏ. Vợ chồng anh Giàng Văn Giảng ở xã Roman lấy nhau khi người vợ chưa đủ tuổi kết hôn, 17 tuổi. Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Chính vì vậy mà cuộc sống sau khi hôn nhân của gia đình gặp không ít khó khăn. Khi cả năm miệng ăn, chỉ trông chờ vào những đồng thu nhập bấp bênh từ nghề sửa xe ở vùng sâu hẻo lánh. Khi lấy vợ không đủ tuổi là khi sinh con thì lại khó khăn. Và cách nuôi con thì vợ vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn còn trẻ. Cho nên khi trông con thì chưa biết cách chăm con. Và khi con đã đủ tuổi đi học thì lại không được cấp giấy khai sinh cho con. Thế nên em không được đi học. Và cho đó đến nay thì theo tôi thấy cái khó khăn trong gia đình của tôi là vì cách dạy dỗ con thì vẫn còn thiếu, vẫn còn kém, chưa có. Và cách dạy con, cho con đi học không đủ điều kiện, vẫn còn nghèo. Anh Giàng Văn Bao ở thôn 5 xã Roman, huyện Đầm Rồng cũng là người từng kết hôn sớm khi mới 16 tuổi. Đến nay 40 tuổi, vợ chồng anh chị đã lên chức ông bà. Là người từng trải qua thời gian khó khăn trong cuộc sống khi kết hôn quá sớm, nên anh Giàng Văn Bao nhận thức rõ về những hệ lụy của vấn nạn tảo hôn. Chính vì vậy mà anh đã vận động các con và người thân không nên kết hôn sớm khi chưa đủ tuổi kết hôn. Trước kia thì tôi cũng đã lỡ tảo hôn đấy, nhưng mà vì do không biết, với lại cái học hỏi với cái kinh nghiệm không có, cho nên là tôi cũng đã lỡ như vậy. Nhưng bây giờ thì
tôi đã không sinh đẻ nhiều thêm nữa. Thì bắt đầu từ cái lúc mà tôi sinh đẻ hai đứa thì tôi đã hiểu biết. Và tôi bảo thôi thì mình đã biết là mình cái hoàn cảnh khó khăn như vậy rồi, thì mình nên ngừng đi. Mình đã lỡ là tảo hôn rồi thì mình bây giờ mình nên ngừng đi. Vì cái cách hiệu quả kinh tế, đời sống của con cái mình đẻ ít thì mình có thể chăm lo được cho tốt này, quần áo mặc này, ăn học này, để nuôi dạy con cái cho tốt. Làm thế nào để cho người ta ở ngoài người ta nhìn vào thì người ta mới biết là à, cái cuộc sống của mỗi con người nó khác ở đâu. Khác từ chỗ mà mình sinh đẻ ít, mình chăm lo được tốt, hạnh phúc với gia đình. Đấy, đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm, là cái điều mà chính bản thân tôi cần phải làm. Việc kết hôn khi chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn khiến khả năng kiếm sống hoặc đóng góp về kinh tế cho gia đình của mỗi thành viên là rất thấp, dẫn đến tỷ lệ đói nghèo ngày càng tăng cao, là gánh nặng cho xã hội. Mặt khác, phần lớn các đôi vợ chồng tảo hôn còn thiếu kiến thức xã hội, thường rơi vào cảnh nghèo túng. Nhiều đôi đã tan vỡ hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của trẻ em. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bà mẹ và trẻ em. Xã Roman chúng tôi là vấn đề tảo hôn là hay gặp ở người dân tộc Mông. Chúng tôi hay gặp ở xã tôi là dưới 15 tuổi. Thì khi những em bé dưới 15 tuổi kết hôn sớm thì mang thai, thì cái vấn đề mang thai là vừa ảnh hưởng tới sức khỏe của bà mẹ và ảnh hưởng tới sức khỏe của em bé. Thứ nhất là ảnh hưởng tới sức khỏe của bà mẹ là khi mà cơ thể chưa phát triển, chưa hoàn thiện về kể cả tâm lý, tinh thần, thì người mẹ sẽ dẫn tới là dễ ốm yếu và dễ đau ốm hơn. Còn đối với trẻ thì những cái đứa trẻ mà sinh ra với một người mẹ chưa đủ tuổi thì lại dễ bị suy dinh dưỡng, có khi là chết non. Và khả năng trong cái quá trình mang thai thì bà mẹ có thể tử vong, nguy cơ tử vong cao hơn là những người phụ nữ bình thường. Đó là về sức khỏe. Còn đối với tâm lý thì tất nhiên là những trẻ em khi kết hôn sớm, phụ nữ khi kết hôn sớm 15-16 tuổi thì không được đi học và được giao lưu, được phát triển khả năng của mình. Thì khi về kết hôn sớm thì họ không được tham gia được các hoạt động mà đúng như cái quyền của trẻ em người ta có thể làm được. Huyện Đầm Rồng có hơn 73% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong đó, vấn nạn tảo hôn vẫn diễn ra ở một số nơi. Theo thống kê của ngành chức năng huyện Đầm Rồng, đến nay xảy ra 74 cặp tảo hôn, chiếm 3,5% tổng số cặp kết hôn. Phụ nữ có xu hướng kết hôn sớm hơn ở nam giới, với nhóm tuổi dưới 15 và dưới 18, tỷ lệ nữ cao hơn gần 3 lần so với nam giới. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương và các ngành liên quan cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh luật hôn nhân gia đình, đồng thời triển khai nhiều giải pháp để từng bước hạn chế tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc. Là cái tình trạng tảo hôn và hôn nhân truyền thống vẫn còn diễn ra manh mún ở một số địa bàn. Hàng năm chúng tôi cũng tích cực tham mưu cho ủy ban dân huyện và phối hợp tích cực chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể để cùng vào cuộc, chủ yếu tích cực là xuống phối hợp với các trận đoàn thể ở cơ sở và xuống trực tiếp, xuống phân loại đối tượng ra để mà chúng tôi tuyên truyền và xuống trực tiếp tại hộ gia đình, xuống tận địa bàn khu dân cư, phối hợp với các tổ chức hội ở cơ sở khu dân cư gần nhất với dân để tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức đến tận gia đình và lồng ghép các buổi sinh hoạt. Để thay đổi nhận thức và tập quán kết hôn sớm của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đầm Rồng, cần có sự chung tay vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho đồng bào. Để trong các bản làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đầm Rồng nói riêng, không còn nghe những lời xu buồn của những người mẹ trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.